Cái này kêu bột gì anh Dũng? Năng. Năng mua ở đâu vậy? Ở Nhật có bán không? Má đi mua trên mạng mới có đó chứ. Nhật có bán nữa đâu. Xong đổ vô ăn vô. Không phải. Đổ nước sôi vô đúng không? Ủa sao để đổ nước ấm mà đổ nước sôi? Nước sôi mới chín được bột. Phải cho đều lên. Nhồi cho nó dẻo rồi, nhồi đến khi nào xong? Nhồi khi nào mà đồ mày nó mịn bột thôi. Có cần để nước thì mà thấy hơi khô rồi nha. Bữa trước đổ bộ nhiều nước đó, ăn hành luôn bịch bột của tao. Đây là tác giả Hành Nhi. Tao làm cái gì lần đầu tiên lúc nào nó cũng ngon. Lần thứ ba là có cần thêm nước không? Thấy hơi khô quá. Không, không. Vậy được rồi. Nhão quá, nộn trộn không được luôn á. Làm mịn rồi. Rồi, như thế nào? Đây, nhìn này. Mịn, cực kỳ mịn. Ok. Rồi sau đó, ráp bừa lại. Đây, ráp lại. Đợi nghĩ chúng ta bây giờ đi làm nhanh. Trong thời gian chúng ta làm nhanh phải ráp lại. Đó. Ráp bừa cho bột nó nghỉ sao? Cho bột nó không bị khô. Bột nó nghỉ là nó bị khô đấy. Cuốn lần tròn cũng được, hay đâu phải gác cái nồi lại. Cuốn nó lại luôn. Nó cũng đâu có khô đâu, cuốn lại luôn, uống lại luôn. Ok. Thì là để dầu vô đúng không? Để dầu vô cho nó cũng mới thơm chứ. Để hành phi vô, hành tím vô. Món này đang làm là món bánh bột lọc. Hành tím thơm hơn mấy lần chứ. Này, này sao mình không dùng tỏ mà dùng hành tím nha. Hành tím thơm hơn. Thơm hơn đúng không? Chín một xíu. Chín hết luôn á. Vừa phải cái tầm này là ok. Vo lại như thế này không? Vo tròn lại. Chứ càng tròn thì càng tốt. Tròn chưa? Ok rồi. Nè, tao không tròn lắm. Nằm từ ra. Trời tay nhân gái hả? Ừ. Khá là dẻo rồi. Phải nổ. Trời chồng quay lên ha, xong để thịt vô sao? Ừ. Mỏng không? Mỏng cái nào? Cầm thử lên nha. Mỏng quá nó sẽ bị. Nếu vừa vừa, nếu vừa nó vừa chuẩn luôn là chi luộc. Nhìn nó rất là đẹp. Dày. Nó cái đó là tai nạn rồi mọi người đừng đi nha. Cắt đi mà. Khúc đó cắt bỏ, khúc đó cắt bỏ. Sao cắt bỏ khúc đó được? Được, cắt giữa, cắt giữa được. Ok. Cắt giữa được hết đấy. Ok. Đó, công đoạn này. Công đoạn quan trọng, công đoạn này không có không ai ăn nha. Để thịt vào, một miếng tôm, một miếng thịt. Ok. Ai có điều kiện thì có thể để 2 miếng tôm, 3 miếng tôm tùy ít. Cho ít nước. Nhúng ít nước. Xíu nước rồi để cho nó dính lại. Khéo tay ở đây là cái thành okay. Quả của 3-4 lần thất bại nha các bạn. Ê,
Tôm chắc cũng khoảng được nửa triệu tiền bột rồi mới ra được cái bánh gì nữa. Hiện là lấy cái điện thoại cho coi cái nó lấy cái thìa nó chặn hiểu sao mà thấy chặn đẹp lắm. À để xuống dằn cái gì đó hả? Dằn cái gì đó hả? Mà nó dằn kiểu sao mà tao thấy nó đẹp lắm. Thôi làm đi, làm theo bản năng đi. Đó. Cứ bình thường nó nói gia đình hai cái. hơi công. Rồi phải làm hết như cái cục bột vậy nè. Là xong. Còn hấp. Cái bánh này đã ăn 3 lần rồi. Trong dịch. Tao trong dịch là cái tốt nhất là ở nhà là nấu bánh luôn hả? Làm bánh luôn hả? Tao với Nam lần đi ăn là bà kia là hết chỗ đau luôn. Tao liên tục đau 20 cái. Đây là sau cái vụ án mà giải quyết xong bây giờ nó gì vậy?